Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Điển Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, Sa Trung Thổ, ngày Đinh Tỵ tức Can Chi tương đồng thuộc Hỏa, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Sa Trung Thổ, Kỷ Tuổi, Tân Hợi, Quý Hợi, ngày thuộc hành Thổ khắc với hành Thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành Kim Cục, xung với Hợi hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Vậy tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý trong ngày thứ tư này gặp khá nhiều thuận lợi, suôn sẻ nhờ có thiên ấn trợ mệnh. Bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, sự năng nổ nhanh nhẹn của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này chẳng thích ồn ào mà chỉ muốn tận hưởng theo cách riêng của mình. Đôi khi chính bạn lại là người tạo ra một rào ngăn vô hình với những người xung quanh. Bạn đang sống và làm việc cùng tập thể nên hãy cố gắng mở lòng hơn nữa nhé. Ngũ hành thủy hỏa xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hòa thuận. Bất đồng quan điểm và tranh cãi xảy ra liên miên khó bề hòa giải. Hãy bình tĩnh ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ để có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khó hòa hợp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy mở lòng hơn với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 58, số 70, số 16. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, trắng. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư
ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Tử vi hôm nay nhận thấy, con giáp tuổi Sửu sẽ khó thoát ra khỏi những rắc rối trong ngày Sửu Tuất tương hình gây họa. Có vẻ như sự tự tin thái quá của bạn đã phản ngược tác dụng rồi. Hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, đừng chỉ khăng khăng mình là đúng nhé. May mắn là có thiên tài xuất hiện, bản mệnh không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lương từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng. Hãy biết trân trọng khoản tiền mà bạn có trong tay, đừng tùy tiện tiêu pha không kiểm soát. Hỏa sinh thổ, vận trình tình duyên của bạn trong ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 này có những khởi sắc bất ngờ. Bạn có cơ hội gặp gỡ được nhân duyên của mình, đây có thể chính là người trong mộng bấy lâu của bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy đón nhận những tình cảm tuyệt vời mà người ấy gửi trao đi thôi. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Đừng chỉ khăng khăng mình là đúng, hãy biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Sự tự tin thái quá có thể mang đến những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Quan hệ gia đình hài hòa yên ấm. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Đón tin vui tài lộc bất ngờ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 25, số 61, số 33. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, trắng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cục diện Dần Tị tương hại, cảnh báo kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Người tuổi Dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Lại thêm kiếp tài giáng mệnh, bản mệnh có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Ngày hỏa mộc tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu cho người ấy nhiều hơn nữa nhé. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Kẻ tiểu nhân luôn trực chờ hãm hại bạn. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm có khởi sắc, cả hai thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Người thân là chỗ dựa vững chắc của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Cẩn thận khi đầu tư tiền bạc kẻo bị thất thoát. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 11, số 76, số 84. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Tuất, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, con giáp tuổi Mão dễ vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Tốt nhất bạn nên tránh xa những cuộc chuyện trò bàn luận nơi công sở, bạn sẽ không thể biết được mình sẽ rơi vào tình huống chia bè kết phái thế nào đâu. Về chuyện tình cảm, may mắn là sau chuỗi ngày căng thẳng vì tranh cãi liên miên, cuối cùng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có thể được cải thiện hơn trong ngày mộc sinh hỏa như hôm nay. Cả hai đã biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái trốn công sở. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Chia sẻ và lắng nghe để thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, tình duyên nồng nàn ấm áp.
Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, mâu thuẫn được hóa giải, gia đình êm ấm trở lại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cẩn thận hành sự trong các mối quan hệ xã giao. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 05, số 70, số 27. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày mới cho thấy, chính tài nhập cục, công việc của người tuổi Thìn tiến triển thuận lợi nên vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không tồi chút nào. Bạn có thêm thu nhập về cho mình, chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng, tạo thêm động lực làm việc cho con giáp này. Tuy nhiên, khi tài lộc đang dư giả, bạn cũng cần phải dành cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những khi xảy ra chuyện bất ngờ phải dùng đến tiền. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thông tin về một vài lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền ngày càng sinh sôi nảy nở, tạo thêm cơ hội phát tài phát lộc cho bản thân mình. Hỏa sinh thổ cũng mang tới cơ hội cho bản mệnh tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, tuổi Thìn không ngừng khiến cho người khác phái đắm say và muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc hanh thông. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có thêm thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, khi tài lộc đang dư giả nên có khoản tiết kiệm dự phòng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đào hoa nở rộ, có cơ hội tìm thấy tình yêu của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 58, số 19, số 86. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày mới, người tuổi Tỵ gặp kiếp tài án ngữ, nên khi đi làm cẩn thận có kẻ cướp công, vu oan, giáng họa. Sống ở đời đừng hiền quá, không người ta lại tưởng mình dễ ăn hiếp. Đi làm đừng nhún nhường quá mức với đồng nghiệp, cấp trên, bạn làm tốt nhưng cứ bị chỉ trích thì lỗi là ở người ta, không phải ở bạn. Cục diện hai hành hỏa tương hòa cho biết tuổi này sống giản dị, ôn nhu nên được người khác tin tưởng. Gần đây gia đình bạn nhờ phước lớn nên tránh được kha khá vận xui, mọi người đều bình an vô sự, khỏe mạnh là tốt rồi. Ngoài ra, bạn là con giáp được ông trời phù hộ, nếu đầu tư nhỏ cũng sẽ giúp bản mệnh kiếm thêm được một khoản để trang trải cho cuộc sống, nhưng không nên chi tiêu hoang phí quá. Song chớ nên mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực mà không có được sự hiểu biết nhất định. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có cơm ăn áo mặc là may mắn lớn rồi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bạn sinh ra để sống cuộc đời chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mệt mỏi vì chuyện cơm áo gạo tiền. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, kiệt sức vì những chịu đựng âm thầm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có người đang đặt điều bêu xấu bạn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 19, số 78, số 88. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi phương Đông, được cục diện tỵ ngọ tương hội trợ mệnh, người tuổi ngọ trong ngày thứ tư này chẳng còn lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Bạn là con giáp may mắn này nhận được sự trợ giúp từ mối quan hệ hài hòa mà mình đã dày công xây dựng từ trước đó. Cùng với sự xuất hiện của thực thần, hôm nay quả là một ngày may mắn đối với con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh. Những mối làm ăn đầy triển vọng khiến bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong ngày hỏa khí vượng như hôm nay, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Những hiện tượng đau nhức gân cốt, suy nhược thần kinh, đau đầu mất ngủ cũng dễ xảy ra. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Đừng lơ là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của cơ thể. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không mấy êm ấm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Đừng bỏ qua những cơ hội bất ngờ xuất hiện. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Nhìn thấy cơ hội phát tài nhanh, hãy mau chóng nắm bắt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Quý nhân trợ mệnh, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt lên. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 36, số 27, số 80. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày thứ tư này, tử vi chỉ ra rằng người tuổi Mùi may mắn được quý nhân tam hội độ mệnh, nên con đường công danh sự nghiệp trở nên bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và sớm chạm đến mục tiêu của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này cũng vượng sắc không kém khi đón nhận tin vui tiền bạc về đầy túi. Các khoản lương thưởng từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng bất ngờ ập đến khiến bạn không khỏi mừng vui. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vô cùng lý tưởng. Sau bao sóng gió, cả hai đã có thể cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nồng ấm và hạnh phúc bên nhau trong ngày hỏa thổ tương sinh như hôm nay. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình yên ấm thuận hòa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, tiền có trong tay, đừng chủ quan kẻo đánh mất lúc nào không biết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bản thân đã đề ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, cơ hội phát tài nhanh chóng khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi nồng nàn gắn kết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 15, số 60, số 08. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, dần thân tị hợi gây trở ngại, nên người tuổi Thân trong ngày thứ tư này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. May mắn là có các thần chính quan đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách này một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong ngày hỏa kim xung khắc như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa bạn với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy. Mâu thuẫn xảy ra liên miên, đôi bạn không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa. Đừng quá phiền não mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ. Nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn trở ngại.
Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, kiềm chế bản thân, đừng để cả giận mất không. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 86, số 37. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Theo dõi tử vi phương Đông, người tuổi Dậu trong ngày Tị Dậu bán hợp như này có thể đạt được những kết quả tốt trong cả sự nghiệp lẫn con đường công danh, khoa cử. Hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình, cùng quyết tâm để tiến đến chạm vào cái đích cuối cùng của mình nhé. Lại thêm thiên quan chiếu mệnh, con giáp năng động nhiệt tình này cứ mải mê giúp đỡ người khác mà quên mất việc mình cần làm lúc này. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ cơ hội này để tìm ra những sai sót của bạn và biến mọi thứ do bạn gây dựng sụp đổ bất cứ lúc nào. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia gặp nhiều trục trặc trong thời gian này. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh mỗi khi đứng trước các quyết định quan trọng. Hãy đánh giá chi tiết từng tình huống và đưa ra câu trả lời của riêng mình. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, kẻ xấu bụng soi xét từng lỗi sai của bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm giữa cha mẹ và con cái gặp nhiều trục trặc, khó tìm được nói chung. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đường công danh sự nghiệp đang rộng mở từng cánh cửa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mải mê giúp đỡ người khác mà bỏ quên công việc chính của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 74, số 82. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, ánh kim, trắng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Được chính tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Tuất ngày càng ổn định và vững mạnh. Nguồn thu chính thêm phần củng cố, lại luôn biết cách quản lý tài chính nên con giáp này duy trì được tiềm lực tài chính rất ổn định. Tuổi Tuất là người thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc nên sự nghiệp dễ dàng thăng tiến, khả năng được thăng chức hoặc tăng lương, tăng thưởng là khá cao. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này để có thể đầu tư vào những dự án tự kinh doanh hoặc lên kế hoạch tích lũy cho tương lai. Vận trình tình duyên của bạn hôm nay cũng rất tốt nhờ ngũ hành tương sinh, thậm chí có người nhận thấy vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái. Song lắm mối tối nằm không, vì thế dù thế nào cũng phải bình tĩnh suy xét, đừng vì nhiều người theo đuổi mà đứng núi này trông núi nọ. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính ngày càng ổn định và vững mạnh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, duy trì được tiềm lực tài chính rất ổn định. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có khả năng được thăng chức hoặc tăng lương, tăng thưởng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tranh thủ cơ hội đầu tư vào những dự án tự kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đừng vì nhiều người theo đuổi mà đứng núi này trông núi nọ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 36, số 86, số 22. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư,
ngày 28 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, công việc của người tuổi Hợi tiến triển tốt hơn những ngày trước nhờ chính quan nâng đỡ. Nhờ khả năng chịu áp lực tốt mà bạn đã vượt qua được nhiều thử thách sắp tới. Nhiều người nhận tin tốt liên quan đến thi cử, xin việc, học hành, lương thưởng. Thế nhưng tình cảm xuống dốc vì lâm tương hại cục. Tuổi này hay ghen tuông vô cớ khiến nửa kia bức xúc, cả hai lại cãi nhau. Nữ mệnh nên học cách ăn mặc, trang điểm phù hợp với bản thân. Không nên để bản thân xuề xòa trong mắt người khác. Thủy khắc hỏa dự báo Hợi có nhiều vấn đề nảy sinh, gặp khó khăn và rắc rối bất ngờ, mất tiền, mất cơ hội làm ăn. Nguyên nhân là do bản mệnh suy nghĩ tùy tiện, hành động sốc nổi và chưa có trách nhiệm với công việc của mình nên khó tránh khỏi sai lầm. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nên lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, bạn đang cân bằng cuộc sống của mình khá tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bạn gặp chút rắc rối về tài chính. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, than trách hay hối hận lúc này cũng đã muộn màng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cần quan tâm chăm sóc cơ thể của mình hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 27, số 66, số 96. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.